Thứ hai của chiến đội cho Hùng Yến coi sẽ giao tranh với chiến đội Sintop 516, và chúng ta vẫn thi đấu với hình thức 3-3-2 nguyên nhân năng. Và hai chiến đội hãy tập trung trước khu vực công bình tử tương dương đông và ra một chuẩn bị bơ tơ vào trong anh em ơi. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với trận bán kết thứ hai của giải đấu song thiệt sát thủ của cụm mỹ chủ La Tiêu Sơn này, giữa hai chiến đội đó là Sintop 516 sẽ giao tranh với chiến đội Hùng Miến Coi. Anh em cùng xem sơ sơ đồ của hai đối thủ, và anh em cùng xem sơ đồ của Hùng Miến Coi. Cho Hùng Miến Coi đó là chiến đội gồm hai thiên quân bang, đó là một thiên quân kích đang sử dụng một set đăng bang tầm trung thiên quân kích nha nam. Anh em cùng xem sơ đồ đó, một cái kích sở hữu băng sát 81, kháng hỏa 25, sát thương sinh lực cao, và một bao tay phòng thủ 540, 25 phòng thủ, một cái áo mắt nộp 40 25 phòng thủ, một đôi giày 25-40 chón kháng hỏa, một đôi giày 40-30 kháng lôi 40, đai lưng này chón kháng hỏa là 40 nha năm, một cái nón chón kháng hỏa 25-40 luôn, và một cây kích này anh em cũng biết rồi đó, đây là thiên quân kích nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng xem nhẹ tiếp tục set đồ của cao thủ Hai Một Cuốn, là một trong những cao thủ luôn luôn giành giải quán quân của tất cả các giải đấu võ lâm minh chủ cũng như là song thiệt sát thủ. Và hôm nay anh ta là tiếp tục tham gia giải đấu võ lâm song thiệt sát thủ này, và anh em cùng xem set đồ. Đại này đang sở hữu mình một set đồ ăn bang 19, 27, 25 và 30, và đang sở hữu mình một cái chì mắt ở phần to, kháng hỏa 25, chóng 40 và băng sáng 100. Nói chung là sẽ vào đầu tím mà anh em, ép này là quá tuyệt vời mọi người, không biết chỗ nào luôn. Và đang đi kèm với một bao tay 25-40 phòng thủ làm chậm, một nai nón phòng thủ 25-40 làm chậm, một cái áo 40 và 30 kháng lôi sinh lực cao chuyển hóa, một đai lưng 25 kháng hỏa 40 chón và sinh khí 20 cực kỳ đẹp, 6 dòng phục hồi sinh lực 6, và một đôi giày kháng hỏa chón 40 và tóc 40 mắt pin hoàn toàn. Và trước khi bắt đầu đấu thứ hai, trước khi bắt đầu trận bán kết thứ hai này, thì anh em cùng chờ đợi xem liệu hai thiên bang sẽ làm gì với một Nghe Mi và một Nam Độc. Có vẻ như trong trận đấu này chúng ta thấy rằng Nghe Mi lão tam với lại Nam Độc lão đại, hai cao thủ này đang trên ngựa và di chuyển một cách khá là thoải mái. Cùng chờ đợi xem sẽ ra sao. Nghe Mi đã chính thức xuống ngựa, rồi. Trong trận đấu này thì hai thiên bang mà để giao tranh với một Nghe Mi một Nam Độc thì đây cũng là một trong những sự khó khăn của anh Nam Độc lão đại. Và đây luồng đam đầu tiên đến từ vị trí của chị đại A6, vừa rồi cũng đã đánh được vừa hướng của lão đại một hai đam, nhưng mà không hề làm cho Nam Độc độc tử được. Tí nữa Khải sẽ soi sẽ đồ của Nam Độc cũng như là lão tam cho anh em xem, đó là một Nghe Mi một Nam Độc. Hello Thế Tiến anh ơi, em đang bận like này, em không đi quả anh ơi. Tại chúng ta thấy là Nghe Mi đã chính thức xuống ngựa đam rồi. Nên là thiên bang Hai Một Cuốn thì trong một những thiên quân chi đang áp đảo vào hướng của Nam Độc, và hai thiên bang đang đẩy mạnh hướng của Nghe Mi. Liệu Nghe Mi có bắt qua hay không? Phải rồi, Nghe Mi được sự cover của Nam Độc và đã thất chết trong phay rồi. Nam Độc đã đánh trong đồng đao và làm cho hai thiên bang giật ngã người cả lên. Phay rồi, Nghe Mi lão tam đã kinh công. Những đồng đam đầu tiên đến từ vị trí cửa Hai Một Cuốn dành cho Nam Độc, chọn liên tục để xem trong trận đấu này liệu hai thiên bang sẽ làm gì với Nghe Mi với Nam Độc đây. Theo em thấy thì trong trận đấu này ai sẽ win mọi người, và có vẻ như hai cầu thủ đã giành bất thế lực của mình, họ đang đi trên ngựa với một cách khá là chậm anh em, giữ thế lực rồi, có vẻ như đang chơi với hướng câu giờ câu đam rồi. Chúng ta đã cho qua gần 2 phút, lượng đam của hai bên sẽ ra sao thì Khải vẫn chưa biết được. Tí nữa Khải sẽ soi đồ Nam Độc cho anh em xem. Một pha đánh về hướng của Nam Độc lão đại, liệu sẽ ra sao? Ba giờ rồi, rất là may mắn Nghe Mi đã kịp thời cover và đã dành cho lão đại một pha di chuyển ra ngoài khá là hợp lý. Những đòn phong sương vừa rồi đã giữ chân hai thiên bang và đã thốc chết cho Nam Độc, quá hay. Chúng ta có thể thấy rằng ở trong những trận đấu 2v2 thì làm gì là một đam và một cover thì hỗ trợ lẫn nhau thì trận đấu cảm giác rất là hay. Chứ nếu mà anh em mà không biết hỗ trợ nhau thì một người chết đi thì chỉ còn 1v2 thì trong trận đấu coi như là vô nghĩa rồi mọi người, đúng chưa anh em? Và vừa rồi cái cảm giác rằng bên chiến đội của lão tam với lại lão đại họ cover nhau khá là tốt.
Có vẻ như hai một cuốn đã ngồi xuống rồi. Rồi bốc ơi, một pha bốc ơi lập thành tích đến từ vị trí của Thiên Vương Bang Chỉ Đại đã làm cho Nam Độc Lão Đại đã bị dưa thành, chỉ còn mỗi mình Lão Tam mà thôi. Đây là một ạc Nga Mi, liệu sẽ ra sao? Một vé thay thôi xong, thôi vĩnh biệt cụ tại đây. Nga Mi chỉ còn một vé thay mà thôi. Nếu như mà bắt dính một cái thì anh nghĩ thì Nga Mi cũng không thể nào mà sống sót nổi. Trận đấu này đang rất là khó khăn cho Nam Độc, và Nam Độc đành phải bỏ cuộc tại đây trước khi 3 phút trôi qua. Thiên Bang Chỉ Đại đang ngồi chơi và uống trà và sôi nước. Hai một cuốn đang giao tranh với Lão Tam ở vị trí này. Chúng ta chỉ còn hơn 2 phút. Liệu Nga Mi Lão Tam có câu giờ được hay không? Có câu đam được hay không? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Búp này, búp này, búp này, búp này. Hai Thiên Bang này áp đảo vào hướng của Nga Mi Lão Tam. Thôi, xin vĩnh biệt cụ luôn. Rồi xong, rất đáng tiếc cho cầu thủ Nga Mi với lại Nam Độc vừa rồi đã bị bốc hơi. Và xin chúc mừng cho chiến đội cho Hùng Miếng Coi đã quên như mình 1-0. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ hai của trận bán kết thứ hai này giữa chiến đội Chơi Cho Vui và chiến đội Cho Hùng Miếng Coi. Ở trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội Cho Hùng Miếng Coi đó là gồm hai Thiên Bang là win 1-0. Và bây giờ chúng ta cùng xem xếp đồ của chiến đội Sinh Top 516, xếp đồ của hai cầu thủ này ra sao, đó là gồm Lão Tam và Lão Đại. Phải rồi thì Nam Độc đã bốc hơi, anh em cùng xem xếp đồ của Nam Độc trước. Tại xếp đồ của Nam Độc đang sử dụng một xếp đăng bàn mắt hợp 20 30 29 28, và đang sử dụng mình một cái đao tốc 30, băng sát 85, sát thương và kháng hỏa 5 và sinh lực 189, một cái nón 25-40, phòng thủ 500, một cái tay phòng thủ 20-24, một đai lưng phòng thủ 25 và 40 500, một đôi giày 25-40 và kháng hỏa chó anh em ơi, một cái áo 40-40 và 25. Đang sử dụng mình một lượng phòng thủ khá là cao. Tính ra là 1, 2, 3, 4 phòng thủ nè. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Một đai lưng, một giày kháng hỏa chón và một đây là một đao kháng hỏa, tốc độ đánh và băng sắt. Và anh em cùng xem xếp đồ của Lão Tam. Đang là Nga Mi. Anh Nga Mi Lão Tam cho anh em. Đang sử dụng bao tay kháng lô 30, nón phòng thủ 25 dòng 1, áo kháng lô 30 phòng hồi 40, đai lưng phòng thủ 25-40 làm chậm, giày kháng băng 40, tóc 40, một cây vũ khí kháng lôi 30 sinh lực, gia diện kháng cả 16 kháng độc 40, kháng lôi 19 nhẫn và nhẫn làm chậm 40 và ngọc bội kháng lôi 26. Và bây giờ trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu, và đây là trận đấu thứ hai. Để xem trận đấu thứ hai này sẽ ra sao. Tại như anh em đã thấy thì hai một cuốn đã chính thức xuống ngựa đam vào hướng của Nga Mi Lão Tam. Có vẻ như hai Thiên Bang đang ùa về Nga Mi Lão Tam. Nam Độc đang đứng bên ngoài và các bạn đang cố gắng cắt buông. Nam Độc đang đam những đòn đam 9x để có thể cover cho Nguy ra. Pha vừa rồi Nga Mi đành phải kinh công ra để có thể né đam trong hai pha, trong pha vừa rồi hai anh Thiên Bang tiếp cận. Cho đến bây giờ thì Nam Độc vẫn chưa cắt buông. Và đây là một pha hai Thiên Bang áp đảo hướng Nga Mi. Nga Mi đành phải kinh công ra tiếp tục. Có vẻ như là Nga Mi không thể nào mà trụ đam bởi hai anh Thiên Bang một lúc. Và đành phải kinh công ra hai tuần liên tục. Nếu như mà Nga Mi hết thời lực thì Khải nghĩ anh em cùng xem. Nếu mà Nga Mi hết thời lực thì tí nữa sẽ ra sao mọi người. Và đây là những pha x3 đến từ vị trí của Thiên Bang 2 một cuốn. Xem tí nữa là Nga Mi là bốc hơi. Trận đấu đang được diễn ra một cách khá là nhanh gọn. Không biết sẽ ra sao. Trong trận đấu đầu tiên thì chỉ hơn 3 phút thì Nam Độc Lão Đại đành phải bỏ cuộc chơi. Trong trận đấu này chúng ta cùng đợi xem. Hai Thiên Bang đều di chuyển một cách khá tốt. Họ luôn luôn có một vị trí đẹp và cũng như là lướt một cách rất là chính xác. Rồi, một bên đập Nga Mi và quên đập Nam Độc. Và rồi thì có những luồng đam cực kỳ tốt nhưng mà không thể nào kết thúc được Nam Độc cũng như là Nga Mi. Nga Mi đành phải lên ngựa rồi anh em ơi. Sau một hồi di chuyển thì Nga Mi không thể nào mà đánh được. Nga Mi luôn bắt dính những đòn đánh từ vị trí của hai một cuốn.
Cho đến bây giờ thì đã trôi qua gần 2 phút. Và đây là một pha áp đảo đến từ vị trí của hai thiên bang, và đã làm cho Nga My Lào Tam đột tử một cách quá nhanh. Chưa đầy 2 phút thì Nga My đành phải bỏ cuộc chơi. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình Nam Độc Lão Tam mà thôi. Suy xét ra thì Nam Độc không thể nào cách bùa được Thiên Quân Bang. Chỉ dính những đồng bùa như là âm thời gian chúng độc mà thôi. Rất khó cách bùa. Bây giờ chỉ còn một Nam Độc, liệu hai Thiên Quân Bang sẽ ra sao ra nào? Đó là một trận đấu khó cho Nam Độc bốc hơi luôn. Không cần phải nói, xin vĩnh biệt cụ luôn đó. Rồi, trận đấu chúng ta đã có kết quả và chiến đội lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì, đó là chiến đội cho Hùng Miếng Coi. Xin chúc mừng hai cầu thủ, đó là Chị Đại A Sứ và Đại Hai Một Cuốn. Hai Thiên Bang đã chính thức lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và đội còn lại đó là Lão Đại và Lão Tam sẽ ở lại tranh 3-4. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với trận tranh 3-4 của giải đấu song thiệt thủ của cùng với chủ La Tiêu Sơn này đầu tiên nha em ơi. Và trận tranh chung kết nhất nhì của cho Hùng Miếng Coi là chiến đội vừa rồi win thì sẽ đánh trận cuối cùng nha em.